tiêu nó có giáp Cà Mau hay là giáp Sóc Trăng không ạ? Đó chỉ đi là chỉ đi ngay mẹ Nam Hải à, chứ không có đi lâu hết. Dạ. Tại vì tới đó là làm muối nhiều lắm đó. Nghe muối nữa. Nhiều muối, Bạc Liêu là muối tốt, muối tốt là muối Bạc Liêu. Thấy không? Rồi cho nên mình trước khi qua khỏi chợ nổi gia đình mình phát áo phao vô giùm em nha, để một cái áo phao là 750.000 một cái. Rồi gia đình nào